Yo anh em, và chúng em nó quay trở lại với channel của mình đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái series cuộc sống của ca khốn nạn anh em mọi người. Hồi để chờ tôi một chút, tôi sẽ quay như thế nào. Ít vàng nào, cái này ít. Bán đi, để lấy hồng bạc. Thì mọi người ơi, giống như thường lệ là trong thời gian apply mình đã cày vàng mọi người ạ. Và mọi người biết cái bao nhiêu không? 100.000 vàng mọi người. Trời, đó là một con số đúng là chị mẹ. Thì gọi là cực nhiều. Và để câu coi. Và cái mồi của mình thì sau 7 ngày đăng nhập nó đã tự nâng cấp lên thành gì nhỉ? Cái mồi cấp 1 luôn rồi hay là cấp 2 đấy. À đây đây đây. Đây thì trong tập hôm nay chúng ta sẽ câu một con cá gọi là cực kỳ khổng lồ luôn các mọi người ơi. Đó là con cá nhà táng thì phải. Rồi vậy giờ thì nên làm gì với số tiền này nhỉ? Họ cửa tiệm đi. Đấy, cày 100.000 vàng này vất vả lắm mọi người ơi. Nhân vật này ơi, thôi mua thuyền đi. Mất cái thuyền 99.000 này nhỉ? Đắt quá. Ok, mua luôn. Rồi. Wow, bây giờ thì... Không... Đấy, tạ bán ra. Ok, trời ơi. Cuối cùng cũng mua cái thuyền khủng rồi mọi người. Có lẽ là tập sau đi bắt cóc hay xanh rồi nghe. À, đâu phải. Theo cửa tiệm nào. Nhân vật. Thuyền. Đây, ok. Rất phê. Wow. Mọi người nhìn này. Thuyền rất là sang trọng luôn. Bao bao quát này. Đây là cái cửa sổ này. Đây là phao. Đây, biết. Thổ mía to. To kinh khủng luôn. Rồi, để câu con cá voi xanh. Cá gì ở gái nhà tám nữa mọi người nhỉ? Đầu tiên là phải bắt được con cá cấp 2 đã. Đây, con cá mú này. Ok, rất là đơn giản. Sử dụng là mồi, rồi vào cửa tiệm. Ôi, tôi hết tiền luôn nhé. Miệng tôi hết tiền rồi. Rồi, thuyền mẹ đi mắc nhanh. Thuyền lướt trên sóng mắc nhanh mọi người ơi. Coi nào, con cá ở đâu? Đây có con cá cấp 3 này. Gì đấy, gì đấy? Phút cần à? Tôi coi nào, ủa nó đâu ta? Dùng làm mồi này. Cái này mà bị mất đi là hơi bị phí luôn nha. Rồi, để vào giờ thì mua cái này. Càng bị ok. Quăng ạ. Một màu vàng luôn, vàng le. Đừng đứng nha, đừng. Đứng. Địt mẹ, đùa vậy đéo vui đâu. Không thể là đùa nhưng phải đéo vui. Sử dụng là mồi. Rồi xong rồi bán cá rồi mọi người ơi. Phải bán cá rồi. Nhưng mà bán cá đi mọi người. Chắc thế. Bán một con cá nhỏ này. Có cút đi. Mẹ mày. Xì sạch. Đây, con chim anh cụt này khó rồi mọi người. Trời nó tức. Trời ơi nó tức. Được rồi. Ơ, tức. Ô, đừng nha. Chưa mua khai đáp mọi người ạ. Để xuống nó phập bắt mồi gì đúng là bốc mắm luôn. Thôi mọi người. Ờ nó đâu ta. Ít miệng nó. Ờ thì cũng được mọi người. Không sao.
Bởi vì cô lên cũng không có con gì rồi. Ở đây tôi nghe có, nó có một con cá voi dưới đất sâu ở đây rồi mọi người. Một cái này luôn cho nó chắc. Có mặt sao nào? 9 em ơi. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây kia kia. Lăng à, trời ơi, nhẹ một. Đã nói bậy rồi, đâu không. Làm mùi luôn. Thì mấy con bỏ thì cũng bán luôn này. Chắc là bán hết quá cao quá. Câu con, câu con chó là gì mà khó vậy nhỉ? Từ còn 6 ngàn à. Không biết con nói giá bao nhiêu nhỉ? Thì như lúc trước mình câu được một lần rồi. Nhưng mà máy hết pin. Máy hết bà pin. Đây 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 mọi người, đây đây đây. Đây. Fuck. Oh shit. Oh yeah. Cá nhà táng. Ôi mẹ. 4.000 năm này. Thôi kệ. Thì cái gì mà vậy là chúng ta đã có một vị vua trong biển. Đây, có một vị vua trong thị cung chúng ta rồi mọi người. Đấy, chưa đầu lên nào. What rồi, trời nó to. Được rồi. Không lằng nhằng nó đi ra xa, đánh bắt xa nào. Lỗ vốn quá, con đó mà mất như 10.000 tiền. Bán nó có 5.000, trời. Ừ, con mắc sai ạ. Ủa, có con đứa trẻ nhưng nhìn là lạ. Con này là cá lục bình này. Ở đó xa cũng không có gì. Gì đây mọi người ơi, cái gì đây? Cái gì đây mọi người ơi? Thật này tôi bắt thêm con cá voi nữa quá. Mọi người nhá. Bắt thêm con nữa cho nó. Cho nó vui. Ủa không có con cá cấp 2 nào ở đây à. Đây đây đây. Đây đây mọi người ơi đây nè. Đây 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 đây. Đây đây đây. Mày. Mày. Không phải mày. Bắt. Còn cá cấp 2 còn khó bắt con cá cấp 3 nữa. Đây, con này. Rồi, ok. Ok, rất ok. Mọi người thấy con gì gì đó không? Thấy hả mọi người thấy không? Trời, tôi nói nhát thuyền là lựa chọn quá đúng đắn luôn. Mẹ, tôi sẽ vứt xuống nào. Bởi vì hồi nãy mình cũng có thấy một con cá kia mọi người. Đây, ui, đó kia. Ok kia. Vào cửa tiệm nào. Mọi người nhìn kia luôn. Luôn mọi người. Sợ chi ông thử. Nói tao mà câu được con đó thì về mở tiệc mọi người. Mày, biết mẹ mày. Chó. Mẹ, thôi không chào. Tôi đang rất tức mọi người ạ. Lại tốn thêm 1.400 tiền. Đậu phụ. Nào cá, cái gì, cá voi sát thủ không? Cá voi sát thủ. Con nó tôi coi trên TV đầy. Cá voi sát thú đâu rồi? Tôi kia kìa. Mày nói phải không? Mày cắn hộ tao cái đi. Hấp hôi mày ơi.
Mọi người ơi, con gì mà nó to thế? Mẹ để dưới đây. Tuyệt vời đấy. Oh my god, ghê quá mọi người. Trời ơi, giàu to rồi. Rồi để câu thêm một con cá cấp 2 nữa nè. Quyết câu được con cá vào cho tụi thôi. Để coi. Một nháy là 6.000. Họ chịu không nháy thêm bắt nữa. Tôi sẽ bán con cá kiếm đi. Rồi hôm sau câu lại cũng được mọi người ạ. Để con nói giờ thì chỉ là một con tôm con tép thôi. Mấy con cá gọi để có con cá cấp 3. Ủa chứ gì về nhà lắm rồi. Quan trọng là giờ là cá cấp 2 này. Để mẹ giáo thấy đâu. Đây. Đây mọi người ơi. Đây. Nào, lên. Quay lại gì rồi. Đây, gần đây cũng có một lọt. Đi đâu cho xa. Thế nào. Đây gần quá. Đây mọi người, úi. Rồi, ở gần đây có con cá cấp 3 luôn phải không? Ôi sống mất mồi thì có mà khóc luôn. À thôi tha cho chắc mọi người. Tha cho nó chắc. Tôi nghi ngờ lắm. Ôi. Trên giống khơi mọi người. Nào nâng cấp nè. Nâng cấp cho độ xa của nó. Một pha 9.000, 8.000. Ok. Còn đây là gì nhỉ? Cửa tiệm nào. Quay lại hết vàng cái đầu phải bán cá rồi. Cứ mập mà đi nha. Ờ, cứ mập đi. Ngồi ta khô lại. Chưa chi nha. À, chết. Cái đầu mẹ. Công nhận vứt xa cũng nhập ghê luôn. Nào mọi người, let's go. Thời gian thông thường đấy. Nào có con cá cấp 3 nào cắn câu đi đã. Đây. Đấy. Chính xác là mày đấy. Sử dụng làm mồi. Vào cửa tiệm mua một cái nữa. Rồi mọi người, lần này chắc chắn là cô đã con cá rồi, cao và sát thủ rồi. Ôi ốc. Ốc kia, nó kia kia. Đừng bảo với tao là mày không ăn. Vâng, rất đơn giản mọi người. Rất là đơn giản. Ừ, vỏ ok thì chắc là tập này kết thúc ở đây thôi mọi người ơi. Có mình đã bắt được 3 con khổng lồ rồi. Ok, tập này sẽ kết thúc ở đây nha mọi người. Bye bye mọi người.